Hoa Đức Bình xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chờ đón xem khách mời nghệ sĩ ngày hôm nay họ sẽ có những chia sẻ như thế nào, đặc biệt là cảm xúc khi nhận được những món ăn đến từ hai fan hâm mộ dành cho cô ấy. Xin mời quý vị chào đón nữ diễn viên rất xinh đẹp Diệp Bảo Ngọc. Yeah, chào Bảo Ngọc. Xin chào anh Hoàng. Tay hơn cái đường không nè. Trời ơi, càng ngày càng xinh tươi nghe. Cảm ơn anh. Xin mời Bảo Ngọc gửi lời chào đầu tiên đến quý vị khán giả ạ. Lời đầu tiên là cho phép Ngọc gửi lời chào anh Hoàng nè. Kế đó là Ngọc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Ngọc ơi, bí quyết làm sao em có thể giữ được cái sắc thanh xuân này suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà càng ngày càng đẹp? Nói chung là trong cuộc sống sẽ có những cái chuyện mà lúc vui lúc buồn, thì mình chỉ cần lúc nào mình cũng giữ một cái thái độ lạc quan, mình cứ lúc nào cũng cười là chắc chắn là mình sẽ xinh. Vậy hả? Dạ. Như vậy thì với lịch làm việc cũng khá là căng nè. Dạ. Rồi công việc của gia đình nữa, thì làm sao để em có thể cân bằng được cái chế độ dinh dưỡng của mình? Ngày trước khi mà em đi quay phim á, ăn uống thì nó cũng khá là vất vả. Bởi vì đi quay thì quay với một cái cường độ nó rất là áp lực. Mọi người cho mình ăn cái gì thì mình ăn cái đó thôi, tại vì mình ăn theo đoàn. Thật ra khẩu vị của em hay là cái chế độ ăn uống của em thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Khá là đơn giản. Dạ. Dễ nuôi. Dễ nuôi nhưng mà hơi khó chịu. Ủa, dễ nuôi không khó chịu là sao? Thì vô đoàn phim dễ nuôi, cho ăn thì ăn, đựng hộp hai hộp rồi bỏ qua, hay là em hay giành đồ ăn của đồng nghiệp? Không, ý em là dễ nuôi có nghĩa là cho em ăn cái gì thì em ăn cái đó. Dạ. Nhưng mà để mà yêu em thì hơi khó. Ồ, đương nhiên rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với Diệp Bảo Ngọc ở nơi chiếc tủ lạnh đầy những món ăn ngon. Xin mời quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của Diệp Bảo Ngọc. Với một cô gái xinh xắn như vậy, chúng tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về riêng Diệp Bảo Ngọc để giúp cho các bạn fan hâm mộ ngày hôm nay nấu ăn thật là ngon. Bây giờ thì xin mời Diệp Bảo Ngọc hãy chào đón hai nhân vật nữa sẽ xuất hiện tại đây, đó chính là những fan hâm mộ sẽ gửi gắm tình cảm đến bạn. Wow. Đó chính là hai bạn Bảo Quyên và Bảo Nguyên, xin mời. Yeah. Chào Nguyên và chào Quyên. Nè chị Ngọc nè. Trời ơi, hello, ước mơ bấy em. Lâu rồi gặp chị rồi, ôm diễn cái nhẹ nhẹ coi. Ừ. Ê, em ôm anh nè. Cảm ơn bé, cảm ơn bé. Hai em phải bắt tay anh. Ok, cảm ơn em. Yeah. Hai bạn có anh chị em họ hàng gì không mà cùng mà Bảo Quyên và Bảo Ngọc? Ê, Bảo Quyên là Bảo Nguyên nè, rồi với chị Bảo Ngọc nè. Có không? Dạ. Không hả? Chắc họ hàng gì họ Bảo anh. À. Hội nhà Bảo. Hội nhà Bảo, anh cũng Bảo nè. Anh Bảo vệ. Anh Bảo vệ trong nhà nè. Giới thiệu bản thân mình để Bảo Ngọc được hiểu rõ nè. Xin mời bạn. Em tên là Bảo Nguyên, năm nay em 24 tuổi. Công việc chính của em hiện nay đang là một nhân viên tư vấn thẩm mỹ, và ngoài ra em còn là một diễn viên tự do nữa. Nói chung là hôm nay được gặp chị Ngọc em rất là vui, tại vì em rất là thích chị từ lâu lắm rồi. Chị cứ như là một thần tượng của em trong các vai diễn. Cảm ơn em. Còn Bảo Quyên thì sao nào? Dạ, em tên là Đặng Thị Bảo Quyên, năm nay em 21 tuổi và em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên tại Tây Nguyên thì người ta nói rõ hơn là trên núi mới xuống. Rồi em xuống núi rồi em đắc đạo chưa? Em cũng muốn đắc đạo luôn mà kiểu nó vẫn còn lúa anh. Mà sao trên núi mà Bảo Ngọc cũng nổi tiếng ghê á, tận trên núi còn biết mà. Chị ấy nổi tiếng quá nên em mới biết cho anh. Vậy hả? Dạ. Rồi tình cảm của em sao cho Bảo Ngọc? Ơi, em thích mấy cái vai diễn của chị là có chính kịch nè, phản diện. Nói chung là chị rất là đa tài. Em cảm giác như là chị là một cái thần tượng của em. Đúng vậy. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Đó, mới có hai fan hâm mộ thôi. Ngày hôm nay nhận được một số cái lời khen đó. Bảo Ngọc thấy sao? Thật sự thì em cảm thấy rất là cảm động. Vì không nghĩ rằng là thấy mình trên màn ảnh, nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là quan tâm đến cái cuộc sống cá nhân, cũng giống như là những cái gì mà mình đang hoạt động trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ngày hôm nay xin mời quý khách hàng hãy nấu ăn cho Diệp Bảo Ngọc ăn. Nhưng đầu tiên chúng ta chưa đoán được là cái khẩu vị của này ra sao. Chiếc tủ lạnh này sẽ giúp đỡ các bạn. Xin mời mọi người mở tủ lạnh ra. Đó, phong phú đa dạng chưa nào, đầy những màu sắc, đầy những hương vị, rất nhiều món ăn, rất nhiều nguyên liệu. Bây giờ nhiệm vụ của hai bạn Quyên và Nguyên, hãy quan sát thật kỹ và lắng nghe những câu trả lời của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc này, trong đây có những món ăn mà em thích hay không? Dạ có. Giải. Dạ. Có món ăn nào mà em không thích không? Dạ cũng có luôn. Cũng đó có anh. Có luôn hả? Cái số lượng đồ ăn mà em không thích đó, nhiều hơn 50% hay ít hơn 50%? Cái số lượng hình như nó ngang nhau á. 50-50. Dạ 50-50. À.
Dạ không phải là dễ ăn lắm đâu nha, cũng là kén khẩu vị lắm đấy. Bạn thích ăn đồ ăn động vật hay thực vật? Em thích ăn đồ ăn những con đi được. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Đóng tủ lạnh lại nào. Đó là những thông tin đầu tiên. Cũng hơi bất ngờ khi mà dì Bảo Ngọc, một trong những nhân viên có làn da rất là xinh xắn, trắng trẻo như vậy, lại không thích ăn trái cây và rau củ quả lắm, thích những loài động vật biết đi thôi. Như vậy thì còn hương vị thì sao nào? Giữa cay, đắng, ngọt, bùi thì em thích ăn những hương vị như thế nào? Nói chung là cay đắng là mình đã không thích rồi. Cũng đợi cay đắng quá rồi. Không thích. Tất nhiên là chắc chắn anh cũng đâu có thích cay đắng đúng không anh? Chính xác. Cái gì nó ngọt bùi thì nó cũng sẽ dễ hấp dẫn mình hơn đúng không? Hợp lý luôn. Thì đó là cái khẩu vị hàng ngày của em. Nhưng mà bên cạnh đó thì một ngày em uống nước như thế nào nè? Lượng nước trong một ngày của em á, em có đếm được không? Khoảng mấy chai nước không? Bình thường em nghĩ là em uống cỡ khoảng từ 1 lít tới 1 lít rưỡi. Nhưng mà cái thói quen hàng ngày của em đó là em uống nghệ với lại mật ong. Tại vì nghệ á, đối với diễn viên như em thì ăn uống rất là thất thường, cho nên là em uống nghệ một phần để mà nó bảo quản cái bao tử của mình. Với lại là thêm nghệ nó cũng làm cho đẹp da, và mật ong thì nó cũng tốt cho sức khỏe nữa. Đó, để ý này nha, nếu như món ăn lát nữa mà chúng ta khám phá ra được mà nó có phù hợp với những nguyên liệu mà dì Bảo Ngọc vừa mới chia sẻ thì mình tận dụng thêm, còn không thì hãy cẩn thận kẻo nó tẩu hỏa nhập ma, tác dụng phụ. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình sẽ tiến về khu vực dàn bếp. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của nguyên liệu chính. Nguyên liệu chính chúng tôi đã có 2 món. Tại thử thách đầu tiên, các bạn sẽ phải cố gắng thi đấu với nhau làm sao giành quyền ưu tiên chọn một trong 2 món này. Thử thách đầu tiên có nội dung như sau: 60 giây lập tức chạy về khu vực trưng bày ở đằng sau lưng Bảo Ngọc, và chúng ta mỗi lượt đi được lấy một món. Món ăn này hoặc là nguyên liệu này, các bạn đoán xem là nó có phù hợp với khẩu vị của Bảo Ngọc hay không. Chúng ta sẽ được xác nhận của người đẹp sau khi kết thúc phần thi. Chuẩn bị nha. Ai có số lượng mà đồ ăn hợp khẩu vị với Bảo Ngọc nhất, người đó sẽ được quyền chọn nguyên liệu chính. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Hết 60 giây rồi. Chúc mừng hai bạn. Ngọc ơi, em muốn kiểm tra gian bếp của ai trước? Chắc là bên đây đi. Dạ. Rồi, của Bảo Quyên trước nào. Hình như cô bé này rất là muốn cho em đẹp da đó anh. Em thấy toàn là những cái món ăn mà có thể làm cho mình đẹp da nè. Ví dụ như trái cây. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe xác nhận nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món này. Dạ. Bảo Ngọc hợp khẩu vị và thích mấy món? Trong 6 món này có 2 món em thích. Dạ, yeah. Là món nào nào? Dạ, đó là món phá lấu với lại khoai mỡ. Phù. Vậy là em chỉ thích 2 món này thôi. Dạ đúng rồi ạ. Không thích mấy món này. Hồi nãy em nghe chị nói là ngọt bùi thì ăn cái này nó em thấy nó bùi á. Em nghĩ là chỉ ăn hạt được. Em đoán cũng gần chính xác rồi đó. Dạ. Nhưng quan trọng là cổ ăn hàng ngày kìa. Rồi chúc mừng bạn với 2 món nhé. Dạ. Rồi cảm ơn bạn. Dạ. 2 món nhé. Để chờ xem Bảo Nguyên có vượt qua được con số 2 này hay không. Đây là số đồ ăn bạn đã mang về với 5 món. Bảo Ngọc nha, xác nhận bạn thích mấy món. Dạ, trong 5 món này thì em thích 4 món. Vô quá dữ luôn. Vô mạnh rồi. Đúng là chuyên gia dễm thật rồi, chúc mừng Bảo Nguyên. 4 món nào ạ? Đó là trứng, gà, chè trôi nước, thịt, thịt kho trứng với lại thịt bò. Wow, bạn thích 4 món này luôn. Vậy là hồi nãy bạn có để ý kỹ những lời nói của Bảo Ngọc chia sẻ. Và bây giờ chúng ta hãy cho bạn Bảo Nguyên được đặc quyền, đó chính là lựa chọn món nguyên liệu chính. Xin mời. Một bên là thịt bò, một bên là ốc mỡ. Và chúng ta hãy để cho bạn Bảo Nguyên lựa chọn. Bạn chọn thịt bò hay ốc mỡ? Cái món thịt là thường rồi, chị Ngọc ăn nhiều rồi. Em nghĩ là chị Ngọc đi làm nhiều không có thời gian ăn ốc nên em chọn món ốc. Ốc mỡ hơi khó chế biến đó nha. Dạ thì vì chị Ngọc em sẽ làm được hết tất cả. Vì chị Ngọc em sẽ làm được hết tất cả. Được lắm, Bảo Ngọc trao cho bà ấy đi nào. Ốc mỡ đã thuộc về Bảo Nguyên thì đương nhiên Bảo Nguyên chúc mừng em với món thịt bò. Thịt bò. Thịt bò có vậy chứ là một món ăn rất là phổ thông, dễ chế biến, nhưng mà đôi khi nó kết hợp với những nguyên liệu phụ hơi phức tạp và hơi khó sẽ gây cho các bạn khá nhiều cản trở. Dạ. Cố gắng nha. Bây giờ xin mời Bảo Ngọc hãy bước vào vòng sau được mang tên tiếp sức thực phẩm.
Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là vòng thi đấu được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Người đã giành được quyền ưu tiên lựa chọn nguyên liệu chính, đó chính là bạn Bảo Nguyên, sẽ thi trước. Tại phần thi đấu này, người chơi sẽ đứng tại vị trí của mình, gợi ý bằng lời nói và hành động để cho khách mời nghệ sĩ ngôi sao, đó chính là diễn viên Diệp Bảo Ngọc, đoán được xem đề bài là gì. Lưu ý Bảo Nguyên và Bảo Quyên không được phạm quy, không được nhắc đến bất cứ một từ khóa nào chạm vào đáp án. Các bạn chỉ có 60 giây để gợi ý và đoán. 30 giây còn lại, Bảo Ngọc bạn lấy những món ăn hợp lệ mà mình đã đoán trúng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này ăn sáng đó chị. Của Hennie mà bộ trang phục mà truyền thống á. Ghê ghê ghê. Hennie. Hennie mà cầm bộ trang phục truyền thống á chị. Ăn sáng với hoa hậu hay gì? Bộ trang phục ăn sáng, ăn sáng, ăn sáng. Bánh mì. Đúng rồi. Hay quá em ơi. Cái này trong pizza hay có, nó kéo sợi hay gì nè. Phô mai. Trời giỏi quá. Rồi cái này ông thọ, trước từ ông thọ. Sữa. Thêm một chữ nữa. Sữa đặc. Đúng rồi. Xuất sắc luôn trời. Cái này là màu vàng vàng, hay để xà bắp á. Trước khi xà bắp mình hay bỏ vô. Trước khi xà bắp bỏ vô á chị, nó màu vàng vàng. Rau 3, củ hay gọi là gì? 2, trái cây. 1. Từ 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 rau củ á. Thực vật, bơ thực vật. Đúng rồi. 60 giây. Nào nào, tiếp nào, tiếp nào. Đi chợ, đi chợ. 30 giây đi chợ bắt đầu. Hay quá. Đó, thấy thấy Nguyên giỏi không? Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Cố lên nào, cố lên nào. Cảm ơn Bảo Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái đáp án. Xin mời đề bài đầu tiên. Bánh mì. Có bánh mì chưa nào? Có bánh mì. Hay quá, ăn sáng với hoa hậu luôn. Và bây giờ sẽ là đề bài thứ hai. Phô mai. Hay quá, pizza kéo sợi này nọ là phô mai rồi. Tiếp tục nào, sữa đặc. Tiếp tục. Bơ thực vật. Có rồi. Trứng muối thiếu mất rồi. Còn gì nữa nào? Trái bắp nữa. Wow. Thiếu mất hai nguyên liệu phụ này thì không thể nào kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu chính. Nhiệm vụ và trách nhiệm đó thuộc về Diệp Bảo Ngọc. Lát nữa bạn sẽ phải chịu hình phạt. Sẵn sàng nha. Mình cân được hết anh. Mình cân được hết anh. Wow. Một mình Diệp Bảo Ngọc cân tim luôn nè. Chuẩn bị sẵn sàng với phần thi của Bảo Quyên. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần gợi ý của Bảo Quyên. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái quả gì mà đắp lên mặt đó chị? Nó đẹp á. Khoai tây. Không, cái quả gì mà nước không mà nước á. Bên ngoài màu xanh, bên trong nó có hạt á. Nó dài 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 á. Bí à? Trời bí. Đắp mặt nạ, thường thường người ta đắp mặt nạ bằng cái gì chị? Ăn vô nó mát mát, nói chung là cái quả này rất nhà là đàn. Nhiều nước. Dạ không. Cái này rất là phổ biến để đắp mặt nạ. Không luôn. Không, nó dài á chị, chứ không phải là... Nó dẹp. Là cái gì? Châu qua đi. Trời, mất thời gian quá cưng. À, cái loại này mà ăn vô đẹp da á chị. Trời ơi, giống nãy vậy. Cái hồi nãy mà em nói á chị, kiểu là một cái thực vật. Đúng rồi. À, cái gì quê rồi. Chụm vô. Tiếp đi, tiếp đi. Cái hạt này, hạt gì trời. Qua, qua. Qua khác. Cái loại thịt mà chị ăn, chị thích ăn. Rồi, phạm quy chữ thịt. Một cái lá. Rồi, phạm quy luôn, một cái lá luôn. Rồi hết giờ rồi, hết 60 giây rồi. Nào tiếp tục nào Bảo Ngọc, 30 giây đi chợ. Ủa, 30 giây đi chợ mà biết gì đâu đi chợ. Đi đại em. Em đi đại nha. Ừ, đi đại đi, dạo phố đi cưng ơi. Wow, chợ này bán đông đủ heo. À, bà ba bán được không bà ba ha. À, 3, 2, 1. Hết 30 giây. Kính thưa quý vị, chương trình Không Bị Ngôi Sao đã từng xác nhận rất nhiều kỷ lục. Nhưng ngày hôm nay sẽ là một kỷ lục mới. Chúng ta hãy kiểm tra lại đề bài. Đề bài đầu tiên. Dưa leo. Bạn đã đem về dưa leo với sự phán đoán của mình. Nhưng bạn chưa xác nhận đáp án dưa leo khi đứng ở vị trí đoán. Nên đáp án này đem về vẫn chưa hợp lệ. Sao mà em đem ra đào hay thiệt luôn á. Nha đam, bầu bí rồi cái gì bơ. Đề bài thứ hai. Rau sống. Rau sống. Uổng quá em. Chị gấp gấp vô, chị trụng trụng vô là biết rau sống liền. Dạ. Tiếp tục nào. Hiện đậu phộng lên cái bạn. Trời, cái hạt gì khó quá nhỉ. Dễ mà. Đó, cái này thì bạn phạm quy mất chữ thịt rồi. Dạ. Hơi dễ ha. Tiếp tục nào. Wow, lá lốt. Thì Bảo Ngọc có đem về lá lốt với thịt heo đúng không cưng? Dạ, dạ. Nhưng mà lại không hợp lệ khi em chưa xác nhận được với phần đoán của mình. Như vậy là kỷ lục mới. Toàn bộ tất cả những nguyên liệu phụ bạn không có đoán và giải đáp được. Bảo Ngọc, em sẽ phải chịu trách nhiệm. Không, em nghĩ là cái hình phạt này chắc là mình sẽ phải chia đôi thì nó mới công bằng. Chờ đón xem hình phạt như thế nào, liệu rằng có chia đôi hay không. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Còn tươi vui quá nhỉ. Em không hồi hộp hay sao? Không, em cân được hết. Được.
Được lắm. Bây giờ sẽ là hình phạt dành cho Diệp Bảo Ngọc khi cô ấy đã không hỗ trợ một cách thành công hoàn hảo với hai bạn fan hâm mộ để có thể mang về những nguyên liệu phụ. Nhưng mà em đề nghị cũng đúng, tại vì các bạn gợi ý khó quá nên là làm sao em đoán được. Nên bây giờ tôi đề nghị là tất cả đàn trai đàn gái cùng bước lên đây để chịu hình phạt. Bây giờ nhóm nhảy nhóm nhạc Tam Bảo của chúng tôi hãy sẵn sàng. Tam Bảo Không Bị Ngôi Sao sẽ bật những đoạn nhạc ngẫu nhiên, các bạn phải nhảy, nhảy liên tục, nhảy lia lịa. Và khi Hoài Đã Bên nói dừng là mình phải đứng hình ngay đúng với cái khuôn hình hình thể đó. Rồi cứ như vậy 3 lần liên tiếp. Ai là người cử động thì sẽ phải làm lại từ đầu. Thấy chưa? Phải đứng hình luôn. 3, 2, 1, nhạc lên. Dừng. Cái mặt thật là hề hước. Mặt bạn mang tính giải trí rất cao. Wow. Được. Thần thái tốt. Wow. Vừa động viên bắn tỉa à? Tỉa gì tỉa qua đây vậy? Wow. Được lắm. Xuất sắc. Diễn viên có khác, người ta phải giữ thần thái. Dù cho bất cứ một yếu tố khách quan hay chủ quan là tác động, người ta cũng không bị ảnh hưởng. Tốt lắm. Wow. Một dáng đứng thật là nam tính. Chuẩn bị. Âm nhạc. Lên. Trời ơi, thức tha ghê. Bây giờ mình tạm nghỉ khoảng 3 tiếng được không em? Rồi mọi người quay tiếp nha. Nói chuyện với nhau mình phải trực tiếp nhau để tôn trọng chứ. Nói chuyện mà nhìn đâu vậy? Chuẩn bị, nhạc lên. Mạnh lên, quay mạnh lên. Và bây giờ sẽ là lượt nhảy cuối cùng. Yêu cầu ba bạn nhấc một chân lên. 3, 2, 1, nhạc lên. Nhảy. Ngưng. Nhảy kìa, giống như idol vậy trời. Rồi, cảm ơn các bạn. Dễ thương. Cái phần cuối là phần khuyến mãi thêm thôi. Em biết rồi, anh hại lắm. Hại đâu, thì khuyến mãi chiêu cho mọi người một chút xíu vui vẻ để ăn cho ngon miệng hơn. Chúc mừng các bạn, thử thách đã vượt qua. Yeah. Chạy đổ mồ hôi luôn á anh. Như vậy với phần vũ đạo vừa rồi, các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc. Bảo Ngọc hãy đem toàn bộ những nguyên liệu phụ còn thiếu về cho Bảo Quyên và Bảo Nguyên. Xin mời. Nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đã sẵn sàng. Chúc cho hai bạn nấu ăn thật là thành công. Đặc biệt bí quyết để giành chiến thắng ngày hôm nay đó là dành hết tình cảm của mình vào trong món ăn, đặc biệt là nhớ về Diệp Bảo Ngọc. Chúc hai bạn thành công. Bây giờ xin mời Diệp Bảo Ngọc nghỉ giải lao trong giây lát. Nguyên liệu chính ngày hôm nay đó chính là ốc mỡ và thịt bò đã được bàn tay khéo léo của cả hai bạn, đó chính là Bảo Quyên và Bảo Nguyên, chế biến ra hai phần quà dành tặng cho dì Bảo Ngọc. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời Bảo Quyên và Bảo Nguyên sẽ đến với ghế ngồi. Đây là món của bạn Bảo Nguyên. Bảo Nguyên ơi. Dạ. Em đặt tên món ăn là gì ạ? Món của em là ốc hoàng kim. Hoàng kim là vàng bạc đá quý ha. À, là em tặng cho Ngọc rồi, vàng bạc đá quý đó. Dạ, cả chị Ngọc là phải vàng trở lên thôi, vàng kim cương trở lên thôi. Đó, đó. Dạo này giá vàng lên lắm nha, Bảo Ngọc cũng lên giá mới nha. Còn đây, món ăn của Bảo Quyên, bạn đặt tên là gì ạ? Dạ, em đặt tên là thịt bò cuốn lá lốt. Tên nghe lạ ha, tên mà nghe cách đây mấy chục năm rồi ai cũng biết hết trơn. Bây giờ sẽ là phần thưởng thức của dì Bảo Ngọc, bạn muốn thưởng thức món nào trước? Chắc là em sẽ ăn thử món bò lá lốt trước. Mình khai vị với bò lá lốt trước nào. Bạn Bảo Quyên, bạn đã từng làm món này bao giờ chưa? Dạ rồi. Rồi những ai đã thưởng thức món ăn của bạn? Dạ, đương nhiên là cha ba mẹ của em rồi ạ. Hai bác có chia sẻ ý kiến gì không? Thì lúc đầu em làm á thì có thể là hơi bị mặn, đúng rồi. Xong mà dần dần thì mẹ em có chỉ em cách làm tốt hơn. Thì em có lên tay, nhưng mà đối với mọi người thì em không biết là có ngon hay không. Rồi, em ăn thấy sao Ngọc?
em có thể ăn luôn món này rồi em nhận xét luôn được không anh? Vì vậy thì chúng ta sẽ trả khẩu vị của em lại về số 0 nhé. Anh thử được không Quyên? Dạ được ạ. Yeah, cảm ơn em. Ngọc, em cứ tự nhiên với món bên kia, món ốc hoàng kim. Dạ. Ốc hoàng kim là ốc mạ vàng đó em. Thịt bò thơm, trộn cuộn lá lốt, miếng cháy cháy em. Bò mềm quá ta. Dạ. Được á. Thì em sẽ ăn ốc thử. Còn đây là ốc hoàng kim. Làm sao em biết được món này? Mới đầu khi mà nhận cái nguyên liệu chính vào món ốc á, em chỉ nghĩ là đơn giản là mình chỉ xào vào xào bơ thôi. Nhưng mà khi sau những nguyên liệu phụ em nhận được thêm sữa đặc nè, phô mai hoặc thêm trứng muối nữa, thì em lại chợt nhớ tới cái món ăn mà em rất là thích, đó là ốc hoàng kim, khi mà em đi ăn với các bạn bè của em. Cho nên là em quyết định gửi cái món này tới chị Ngọc. Thì em cũng nghĩ là chị Ngọc chưa thưởng thức món này bao giờ đâu, tại vì nó khá là dân dã và kiểu như là hè phố nhiều hơn. Bị ghiền luôn á. Ngon quá. Em sẽ nhận xét món ốc trước nha. Mời em. Từ cái món này đúng em, như em nói là lần đầu tiên chị được ăn cái món ốc mỡ mà xào với bơ, có cả trứng muối và hình như có cả sữa đặc nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị thấy cái món này nó rất khá là đưa miệng. Tất cả những nguyên liệu này nó hòa quyện cùng với nhau một tổng thể rất là đẹp và rất là vừa miệng ăn, nó không bị ngán. Ngon quá. Giỏi quá. Rồi, em nhận xét món kia đi. Với món này thì phần thịt thì về cái độ giòn, tất cả các thứ đều rất là ok rồi. Nhưng mà nếu như mình nêm cho nó đậm đà thêm một chút xíu nữa thì chị nghĩ cái món ăn của mình nó sẽ dễ đưa miệng hơn. Nhưng mà so với lại tay nghề của bạn thì bạn nấu cũng khá là ngon rồi anh. Rồi bây giờ sẽ là giây phút quyết định của dì Bảo Ngọc. Em sẽ lựa chọn món nào để giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị của sao? Bò cua lá lốt hay là ốc hoàng kim? Thì lúc đầu em làm á thì có thể là hơi bị mặn, đúng rồi, xong rồi dần dần thì mẹ em có chỉ em cách làm tốt hơn. Thì em cũng nghĩ là chị Ngọc chưa thưởng thức món này bao giờ đâu, tại vì nó khá là dân dã và kiểu như là hè phố nhiều hơn. Ngọc sẽ chọn món ốc hoàng kim là món chiến thắng. Yeah, và như vậy là món ốc hoàng kim của bạn Bảo Nguyên giành chiến thắng. Và cũng chúc mừng người về nhà ngày hôm nay, bạn Bảo Nguyên lại thế nào. Bắt tay, cảm ơn em đã chuẩn bị món ăn cho chị. Đây rồi, giải thưởng giá trị ngày hôm nay trị giá 5 triệu đồng. Xin mời về Bảo Ngọc sẽ trao cho người thắng cuộc, đó chính là bạn Bảo Nguyên. Chúc mừng Nguyên. Chúc mừng Nguyên nha. Chúc mừng bạn đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Cảm giác của Nguyên như thế nào ạ? Dạ, đầu tiên em cảm ơn. Vui quá rồi. Bây giờ cái vị đầu tiên là giải thưởng của em thì em không quan trọng cho lắm. Quan trọng là chị Ngọc thích được cái món ăn, như là em đã thể hiện được cái sự anh giải thưởng không quan trọng lắm. Em mới nói là điều đầu tiên thôi mà. Em trả lại cho anh nha. Được lấy luôn nha. Ai biết thì giải thưởng không quan trọng. Nói chung là điều quan trọng nhất của em là chị Ngọc thích món ăn của em là em đã vui rồi. Tối nay về chắc ngủ không được quá. Vậy hả. Cảm ơn em là đã dành hết tâm huyết để mà nấu cho chị một cái món nó rất là lạ miệng và nó cũng rất là ngon. Còn Bảo Nguyên, ngày hôm nay bạn đã tiến bộ hơn so với những lần đầu tiên mà nấu ăn cho hai bác ăn ở nhà. Rõ ràng rất là ngon. Cảm xúc như nào khi về vậy ạ? Kiểu như là em yêu quý một thần tượng của em nên em làm tốt hơn như ngày thường. Em cảm giác là chị là một động lực của em. Cảm ơn em ngày hôm nay đã rất là khéo tay để mà làm ra những cái cuốn bò lá lốt cho chị. Chúc em sẽ đạt được những cái thành quả mà trên con đường em đã chọn. Cảm ơn dì Bảo Ngọc rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.